Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều gắn liền với một số phận, có người sự nghiệp thành công, cuộc sống sung sướng nhàn hạ, nhưng cũng có những người số phận cực khổ, nhẫn nhịn, cam chịu, lận đận với sự nghiệp, gia đình và tình duyên. Và đấy, người ta gọi là số mệnh. Qua nhân tướng học của người xưa thì có thể nhận xét được số phận của một con người qua hình dáng bên ngoài của họ. Cụ thể, ông cha ta đã có quan niệm về tướng nhàn hạ, người có số sướng dựa vào hình dáng khuôn mặt của mỗi người và biểu hiện nhân cách lời nói sẽ toát lên được số phận của người đó. Trong phần tiếp theo của chương trình tìm hiểu về nhân tướng học hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị đi tìm hiểu về 5 nét tướng này, đích thị giàu sang phú quý, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà. Người nhỏ tiếng vang. Một điều khiến cho bạn bất ngờ là theo như ông bà ta ngày xưa quan niệm rằng những người có vóc dáng nhỏ nhưng tiếng vang thuộc người có tố chất làm lãnh đạo. Giọng vang tỏ ra uy lực, chứng tỏ là người mạnh mẽ, quyết đoán, sáng suốt trong lời nói. Vì thế có tướng mệnh giàu sang phú quý, cuộc sống sung sướng, nhàn hạ, không chịu khổ cực nhiều. Xem tướng bàn chân. Thông thường thì tướng chân được coi là phú quý phải dài, rộng, nhỏ, đoan chính, mềm mại. Trái lại, chân lệch, gầy, hẹp hang, thô cứng là tướng bần tiện. Những người có tướng chân to, rộng nhưng lại mỏng và gầy thì cả đời bần tiện. Chân mập, dày nhưng ngắn, rộng thì số vận khổ cả đời. Gót chân hồng nhuận thì con cháu được hưởng phúc, còn gót chân bằng phẳng thì là số ngu đần, nghèo khổ. Hình dáng bàn chân. Thông thường thì nhân tướng học cho rằng người trong mệnh vượng tài vượng lộc thì bàn chân nhìn tổng thể khá là to và rộng, dài dặn, song nhìn lại thì thuận mắt chứ không bị kỳ dị. Tướng bàn chân như vậy sẽ mang tới cho con người ta cảm giác về sự chắc chắn. Người có bàn chân này thì trong cuộc sống hay công việc đều giữ được sự điềm tĩnh, chín chắn. Họ có ý thức nhạy bén về vật chất, sống thực tế, biết đâu là nên làm, đâu là điều không nên. Người này làm việc chăm chỉ, cần mẫn, có tinh thần trách nhiệm cao, không có chuyện thấy khó là lùi bước hay là dùng những trò khôn vặt để chống chế cho sai lầm của mình. Xem tướng tay. Cánh tay hợp cách. Cánh tay trên từ vai đến khuỷu tay gọi là long cốt, cánh tay từ khuỷu tay đến cổ tay gọi là hổ cốt. Hổ cốt bao giờ cũng phải ngắn hơn long cốt mới đúng điều kiện tự nhiên, xương không được lộ. Đường sinh đạo hay còn gọi là đường đời, thường là đường chỉ tay dài nhất, thường dùng để đoán sinh lão bệnh tử của mỗi người. Các nhà nhân tướng học thường dựa vào độ dài ngắn của đường này để tiên đoán về số mệnh, thọ hay yểu của mỗi người. Nếu đường sinh đạo bị cắt ngắn đứt đoạn nhiều hay có nhiều đường chỉ nhỏ cắt ngang là biểu hiện của người có vấn đề về sức khỏe, chủ yếu là do hệ tiêu hóa không tốt. Nếu đường sinh đạo bắt đầu từ ngón tay trỏ là người có bản tính kiêu căng tự phụ, thường có nhiều mưu kế để đạt được tham vọng riêng của mình. Còn nếu đường sinh đạo bắt đầu từ dưới ngón trỏ thì là người nhân hậu, ôn hòa và khá là tự ti về bản thân, thường có cuộc sống yên bình, không bon chen cạnh tranh. Nếu đường sinh đạo kết thúc ở cổ tay là người thích mạo hiểm, phiêu lưu, thích những trò chơi hay là những hoạt động mang tính rủi ro cao. Những người này thường không có cuộc sống dư giả, hậu vận bi đát. Đường trí đạo. Đây là một trong ba đường chỉ tay cơ bản thường gọi là đường trí tuệ, thể hiện học vấn, tư tưởng của mỗi người. Đối với người thuận tay phải thì xem đường trí tuệ chính xác nhất đó là ở bàn tay trái và ngược lại. Nếu đường trí tuệ dài, sâu và rõ ràng thì là người thông minh, có tính trung thực, biết suy xét kỹ càng trước khi bắt đầu công việc. Còn nếu là đường nông và rộng, cạn thì người này thiếu tự tin, tính tình là hay hấp tấp nên làm việc thường hay thất bại. Nếu hai đường trí đạo và đường sinh đạo cùng xuất phát ở một điểm và kéo dài thì thường là người nhút nhát, không làm được những việc to, trí tuệ không cao, phán đoán chậm chạp. Đường trí tuệ mà bị đứt nhiều nơi thì chứng tỏ người đó kém thông minh, thường hay có bệnh tật, tinh thần kém. Nên khi về già, thường hay có chứng mất trí nhớ hoặc lãng trí. Đường tâm đạo. Thông thường đường tâm đạo xuất phát ở góc ngón tay út và kéo dài về hướng ngón tay trỏ. Đường tâm đạo chủ về phúc đức của hiện tại, tương lai và quá khứ. Nếu đường tâm đạo tốt thì phải đâm, không quá rộng cũng không quá hẹp, có sắc hồng. Đường tâm đạo sâu, ngoằn ngoèo thì là người có tính bất nhất trước sau mâu thuẫn, say mê, dục vọng.
Nếu có thêm hình ngôi sao hay tam giác thì là người đa tình thay người yêu như thái áo, nên cuối đời sẽ phải trả giá. Trên đây là ba đường chỉ tay cơ bản mà mỗi người thường có. Hoặc với những người có bàn tay hình chữ nhất thì thường đường tâm đạo và đường trí đạo sẽ gộp là một. Những đường chỉ tay hiếm trên bàn tay. Trên đây là các đường chỉ tay cơ bản mà mỗi người thường có trên bàn tay của mình, nhưng với một số người đặc biệt thì họ còn có những đường chỉ tay đặc biệt khác. Bạn hãy xem mình có những đường chỉ tay nào nhé. Đó là đường chỉ tay định mệnh. Đường chỉ tay đặc biệt này thường bắt đầu từ ngấn cổ tay và hướng lên ngón giữa. Theo các nhà nhân tướng học thì đường chỉ tay này biểu hiện về cuộc đời của bạn. Nếu đường chỉ tay định mệnh sâu đậm rõ ràng là người có cơ hội thành công, thường có quý nhân phù trợ. Nếu rộng và xám không rõ ràng thì thuộc nhóm người kém may mắn. Còn đường định mệnh mảnh là người thiếu cương quyết, không có nghị lực. Đường chỉ tay tâm đạo, nếu có hai đường chỉ tay tâm đạo song song với nhau, thường là người giàu nội lực, tính cách thoải mái, luôn cố gắng giải quyết mọi công việc dù gặp khó khăn. Những người có hai đường tâm đạo song song thường là trong công việc tình cảm đều là người xuất sắc. Đường tâm đạo có hình sợi xích hay là các móc xích nối liền nhau. Nếu người phụ nữ có đường chỉ tay đặc biệt này thì thường là người đa tình, có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Với những người có đường chỉ tay này thì thường có cảm giác cả thèm chóng chán, thích những điều mới lạ và sẽ không ngừng theo đuổi những cuộc tình mới thu hút. Huyệt thái dương đầy đặn, trán cao rộng. Theo ông bà xưa cho rằng, những người có huyệt thái dương đầy đặn, trán cao rộng là người thông minh, biết ứng xử mọi tình huống, quyết đoán trong công việc, dễ thành công, ngoại giao tốt, có tiền đồ. Với những người này, làm kinh doanh sẽ bất bình tĩnh, ngay thẳng, sáng tạo, có ý tưởng tốt, nghiêm túc và chắc hẳn nếu duy trì tốt những đức tính này trong tương lai, họ sẽ có một cuộc sống sung sướng cả đời, tiền bạc dư giả, không lo nghèo khổ. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong Thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị điểm mặt ra những con giáp có những đặc điểm trên sẽ có đường công danh sự nghiệp tốt nhất trong năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Đầu tiên trong danh sách của chúng ta đó là tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của người tuổi Sửu trong năm Canh Tý sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh Thổ tuế can lộ xuất thương quan, Thái tuế Tý Thủy tọa tại thứ tài ca tinh. Thương quan sinh thứ tài, mà Thái tuế Tý và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Tử vi của tuổi Sửu năm 2020 cho thấy con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉnh chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ quả mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần phải lưu ý, kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi. Hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc là bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn bình an. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc thiếu quyết đoán, do dự, không đủ tự tin sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực hơn trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Chuyện học hành của những chú trâu trong năm nay thì thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi kiến thức và kinh nghiệm cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng, do chịu ảnh hưởng của thái tuế Tý Thủy, con giáp này cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo niềm vui và cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được những tác động xấu lên sức khỏe.
hàng ngày thì nên dành thời gian tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự, chia sẻ với người thân và gia đình. Vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu. Về sự nghiệp của tuổi Sửu, năm 2020 canh kim lộ xuất thương quan, Tý Thủy tọa thứ tài, trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuổi Sửu cần phải tập trung vào một số hạng mục nhất định, các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này, tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu thì vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như là chỉ thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu. Về phương diện tài lộc của tuổi Sửu vào năm 2020, canh kim lộ xuất thương quan Tý Thủy tọa thứ tài. Năm 2020, tuổi Sửu sẽ có tài lộc tìm đến tận nơi. Tý Sửu lâm nhị hợp. Trong năm vượng tài vượng lộc mà thứ tài chỉ lối dẫn đường, còn giáp này nên tập trung vào các dự án đầu tư sẽ có lợi hơn. Ngoài ra, tài lộc trong năm của tuổi Sửu có thể là tiền phi pháp, hoạnh tài, tiền trúng số hay cờ bạc mà có được. Tiền có được mà không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình, dễ mất mát của thiên trả địa. Bản mệnh hãy lưu ý khi chi tiêu, và lại cũng đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền, kẻo tới lúc sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Trong năm nếu có tiền bạc dư dôi, nên dành để đầu tư vào các dự án nuôi trồng thủy sản, ẩm thực, đồ uống. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong năm thái tuế Tý Thủy chủ về thủy khí vượng, có thái tuế trợ lực, làm những việc có liên quan tới nước sẽ dễ thu lợi về tay. Tuy nhiên, không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận thu về, bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định. Nếu không, sẽ chỉ mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh, sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh, cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, có lưu lượng người qua lại đông đúc. Như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần phải biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Muốn tiền đẻ ra tiền, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh để được tài lộc vượng tiến, suốt đời bình an. Tuổi Mùi năm 2020. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Mùi năm 2020, do thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi Tý Thủy lộ xuất thiên tài. Đồng thời, Tý Mùi tạo nên cục diện tương hại nên sự nghiệp của người tuổi Mùi có khởi sắc nhưng cũng tiềm tàng nguy hiểm. Công việc của bản mệnh phát triển khá tốt nhưng cần phải đề phòng tai họa ngầm, chuyện rắc rối thị phi có thể xuất hiện quá thường xuyên, khiến cho bản mệnh phải cẩn thận ứng phó, chú ý trong các mối quan hệ xã giao. Do ảnh hưởng của thái tuế nên bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí tiến đấu. Chính những lúc này thì cần phải cực kỳ cẩn thận, tránh gây ra những sai lầm hoặc thiệt hại đáng tiếc gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Tuổi Tỵ, luận tử vi về sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm phạm tam tai, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất lơ là thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi.
Công việc quá là khó phức tạp, nhưng không có cơ hội thăng tiến khiến cho con giáp này nhục chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc, mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự, nhưng có vô khối những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng. Bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh, để xem có thể bứt phá được, nếu không có ai tạo điều kiện cho mình. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí, phong thủy, bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Tuy cơ may không nhiều, nhưng nếu con giáp này kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật mà qua mặt cấp trên, sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Năm 2020 này, tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng cũng đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn, hãy nắm bắt từng cơ hội dù ít ỏi để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình, đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh. Chuyện học hành, thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành riêng cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi kinh nghiệm cho mình. Xem vận trình tài lộc của tuổi Dần năm 2020, con giáp này có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, trong năm đường tài lộc khá tốt, mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì thì cũng cần phải chủ động sáng tạo. Cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng vẫn phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc và sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc và sự nghiệp của tuổi Dần một bước lên mây. Quý vị thân mến, trên đây là những nét tướng gắn với số mệnh mà người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người, đoán vận mệnh sang hèn, số phận của một con người. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết rằng tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân là thiện hay ác sẽ có những biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên, dù ai đang sở hữu những nét tướng này không thực sự may mắn thì cũng không nên quá lo lắng. Số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng những việc làm cái nhìn tích cực để gặt hái được kết quả tốt. Có tâm mà không có tướng, tướng sẽ theo tâm ấy mà sinh ra. Có tướng mà không có tâm, tướng ấy sẽ theo tâm kia mà tiêu mất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video sau.